Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với Tony Phùng Studio. Hôm nay thì mình sẽ lại làm về một chiếc đồng hồ nữa và cũng sẽ lại là đến từ nhà Amafit. Trước đây nếu các bạn đã từng coi rồi thì mình cũng đã làm một con của nhà này rồi, đó chính là con Amafit T-Rex 2. Nhưng mà con đồng hồ này thì nó lại đi theo một cái phong cách hoàn toàn trái ngược lại với con T-Rex 2 đó. Nó nhẹ nhàng hơn, nó tinh tế hơn, đúng theo phong cách của một con smartwatch hiện đại. Và đây là Amafit GTS 4 Mini. Nghe tên là các bạn biết không? Bản mini, bản nhỏ đúng không? Vậy thì chúng ta hãy cùng xem là một con đồng hồ nhỏ như thế này thì nó có thể làm được những gì, nó có đầy đủ những cái tính năng mà các bạn cần trên một chiếc smartwatch hiện đại hay là không. Và nếu các bạn đã quan tâm tới Amafit GTS 4 Mini hoặc là bất kỳ sản phẩm nào khác của nhà Amafit thì đều có thể tìm hiểu tại Sephonet thông qua đường link mình để bên dưới phần mô tả của video. Đầu tiên là về phần thiết kế, các bạn nhìn vào là thấy rồi, đây là một cái thiết kế rất quen thuộc cho những chiếc smartwatch. Nó là chúng ta sẽ có được một cái màn hình chữ nhật này, khung viền là được làm bằng hợp kim nhôm, nhìn nhỏ nhắn vậy thôi nhưng mà cũng khá là chắc chắn. Chúng ta sẽ có thêm một cái nút cứng điều hướng này. Nói chung là cái thiết kế này nó na ná như những con Apple Watch á, và rất nhiều những mẫu smartwatch khác đã dùng cái thiết kế này rồi nên là cũng không có gì quá là đặc biệt cả. Tiếp theo thì chúng ta sẽ có một chiếc đồng hồ khá là nhỏ nhắn xinh xắn ở đây. Nãy mình cũng nói rồi, bản mini mà nó nhỏ nhắn, nó sẽ phù hợp với những bạn nữ hơn. Và những bạn nữ đeo cực kỳ xinh nhé, nhất là những cái màu mình nhớ là có màu hồng và màu xanh min, những bạn nữ đeo mình nghĩ là cực kỳ là xinh luôn. Hoặc là những bạn nam nào có cổ tay nhỏ một chút thì đeo cái màu đen này cũng khá là ok. Nhưng mà đối với mình, tay mình cũng khá là bự nên là mình đeo con này kiểu cảm giác nó hơi nhỏ. Nên là những bạn nào muốn tìm cho mình một chiếc đồng hồ lớn hơn thì hoàn toàn có thể tìm hiểu một chiếc đồng hồ khác cũng thuộc dòng này, đó chính là Amafit GTS 4 bản thường, thì nó sẽ to hơn là bản mini như thế này. Và một điểm nữa trên bản mini này đó chính là nó cực kỳ mỏng và cực kỳ nhẹ luôn. Đây các bạn có thể thấy là bề dày của nó chỉ có 9,1mm mà thôi. Nó nặng cũng chỉ có 19g mà thôi. Rất phù hợp đối với những bạn nào mà có nhu cầu muốn tìm cho mình một chiếc đồng hồ để mà đeo cả ngày, để mà sử dụng cả ngày. Một điểm mình rất thích và mình cực kỳ ấn tượng với con đồng hồ này đó chính là Amafit GTS 4 Mini có một cái màn hình cực kỳ đẹp luôn. Các bạn sẽ có một màn hình là 1,65 inch, tấm nền là AMOLED, độ phân giải là HD và cho mật độ điểm ảnh khoảng là 309 ppi. Nhìn vào cực kỳ là sắc nét, nhìn hình ảnh nó hiển thị trong trẻo này. Màn hình AMOLED mà nên là cái màu đen của nó khá là sâu, độ tương phản nhìn cực kỳ là đẹp. Thêm nữa là độ sáng của nó cũng rất là lớn, các bạn hoàn toàn có thể thoải mái đem ra ngoài đường sử dụng. Mình đã test rồi, kể cả là những khi trời nắng gắt, ví dụ như là buổi trưa, đem ra ngoài đường nhìn vẫn cực kỳ là rõ ràng. Thêm nữa là con này có tính năng tự điều chỉnh độ sáng. Đây các bạn vào cái phần độ sáng này, trong đây nó sẽ có hai chế độ. Một là khi các bạn bấm cái chữ A này nó màu xanh lên á, thì đây sẽ là chế độ ánh sáng tự động, là khi các bạn không sử dụng, các bạn bỏ tay xuống thì nó đó, cái màn hình nó sẽ tự tối lại như thế này. Còn nếu không, các bạn hoàn toàn có thể tắt cái này đi và các bạn chỉnh thủ công bằng tay. Đây các bạn muốn để độ sáng như thế nào các bạn để đó. Nhưng mà mình khuyên các bạn là nên để độ sáng tự động, vì để như vậy nó sẽ tiết kiệm pin và nó đỡ tốn pin hơn, cho chiếc đồng hồ chúng ta có một thời gian sử dụng nó dài hơn. Trên Amafit GTS 4 Mini chúng ta còn có cái tính năng là Always On Display. Đây là màn hình Always On Display. Cái tính năng này thì các bạn hoàn toàn có thể chủ động bật hoặc là tắt nó. Còn không nữa, các bạn còn có thêm một tùy chọn nữa, đó chính là các bạn có thể hẹn giờ bật và tắt. Ví dụ là buổi sáng tầm 7 giờ thì mình sẽ thức dậy, và tối thì tầm 10 giờ thì mình sẽ không đi đâu nữa, mình sẽ ở nhà và mình không đeo đồng hồ nữa. Nên là mình sẽ set up cái thời gian của nó sẽ là 7 giờ sáng cho tới 10 giờ tối. Bởi vì á, cái tính năng Always On Display này thì nó cũng khá là tốn pin, nên là khi các bạn không sử dụng thì tắt cái tính năng này đi cho nó đỡ hao pin, nên là các bạn có một thời gian sử dụng nó dài hơn và pin con này nó sẽ trâu hơn. Tuy nhiên trong quá trình sử dụng thì mình thấy có một cái vấn đề, đó chính là cái animation á, khi các bạn vuốt lên vuốt xuống như thế này đó, cái animation khi các bạn sử dụng như vậy nó không được mượt mà cho lắm, lâu lâu nó hơi bị lắc, nó hơi bị khựng khựng một chút. Nhưng mà điều này cũng dễ hiểu thôi, bởi vì đây là một con đồng hồ cũng hơn 2 triệu. Hơn 2 triệu là khá là rẻ so với một con smartwatch, nên là các bạn cũng không thể nào mà yêu cầu quá nhiều ở nó được. Như vậy mình thấy như vậy, xài như vậy là cũng ổn rồi, lâu lâu nó giật giật lắc lắc một chút thì nó cũng không ảnh hưởng gì nhiều. Và cái quan trọng nhất, cái mà mình để ý nhất trên một chiếc smartwatch, đó chính là cái khả năng check-in và theo dõi tình hình sức khỏe cũng như là chế độ luyện tập. Trên Amafit GTS 4 Mini có một cái mình rất là thích, đó chính là nó có thể đo được nhịp tim này, nồng độ oxy trong máu cũng như là cái mức độ stress, mức độ căng thẳng 24/24 để các bạn có thể theo dõi sức khỏe của mình một cách rõ ràng nhất cả ngày được luôn. Và nó còn có chế độ là khi các bạn ngồi lâu á, ví dụ khi bạn làm việc, khi các bạn ngồi chơi lâu thì nó sẽ cảnh báo cho các bạn là các bạn đã ngồi quá lâu và nên vận động đi. Còn một cái lặt vặt nữa, ví dụ như là
nó thông báo tin nhắn nè, cuộc gọi tới hay là vân 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 vân, thì đó là những cái quá là cơ bản rồi. Thêm nữa thì Amazfit GTX 4 mini nó còn hỗ trợ hơn 120 bài tập, tất cả các bộ môn thể thao mà bạn có thể nghĩ tới thì con này nó đều hỗ trợ cả, nó đều có những cái bài tập cả. Khi luyện tập thì con này được một cái là nó nhỏ gọn, đeo khá là thoải mái, không bị vướng trong quá trình luyện tập. Khi vào bài tập á, thì nó sẽ hiển thị ở đây là số lần mình đẩy tạ này, số hiệp tập được này. Khi các bạn tập xong và kết thúc bài tập thì nó còn hiển thị ra một cái bảng hiệu quả luyện tập nữa, để cho các bạn có thể biết là chúng ta có đang tập nhẹ quá hay không, hay là nặng quá hay không, mà điều chỉnh sao cho nó hợp lý. Thêm một điểm cộng nữa của Amazfit GTX 4 mini đó chính là con này tuy là một con đồng hồ giá rẻ thôi, nhưng mà nó có cả GPS. GPS dùng để làm gì? GPS đó, nó sẽ hỗ trợ rất nhiều cho những bạn nào luyện tập những bộ môn thể thao, ví dụ như là chạy bộ này, đi xe đạp này, các bạn leo núi này, thì nó sẽ check in và nó theo dõi được cái quãng đường của các bạn đi, nó chính xác hơn, nó chi tiết hơn là khi các bạn chỉ dựa vào cảm biến trên con đồng hồ này không. Và nếu các bạn muốn theo dõi được những cái đó nó chi tiết hơn nữa thì các bạn hãy vào trong app trên điện thoại á, nó có một cái app tên là Zip đây, các bạn tải cái app này về và liên kết với đồng hồ của chúng ta, thì khi trong những cái bài luyện tập á, trong đó nó sẽ có tất cả những cái thông số mà các bạn cần. Đây, các bạn vào dữ liệu chi tiết này, trong đó nó sẽ có là tổng thời gian tập vân vân, rất là nhiều thứ ở trong này. Ngoài ra thì Amazfit GTX 4 mini nó còn có chuẩn kháng nước là 5 ATM, tức là nó có thể chịu được áp lực nước ở độ sâu tối đa là 50m. Như vậy là quá thoải mái cho những bạn nào chơi cái bộ môn ví dụ như là bơi lội hoặc là lặn, mà lặn ngắn ngắn thôi thì hoàn toàn là ok, không bất kỳ một cái vấn đề gì cả. Còn về thời lượng pin thì một con đồng hồ nhỏ như thế này, nhưng mà nhà sản xuất công bố là nó có thể xài được liên tiếp trong tầm 15 ngày, như vậy là thực sự ấn tượng. Như mình đi thì bình thường mình đã có test rồi, đây các bạn thấy không, đây là 86% nhé, đây là mình xài trong tầm khoảng 2 ngày. Là bình thường nha, mình đeo đồng hồ lên công ty thì sáng mình lên mình ngồi mình làm việc thì mình chỉ để màn hình on-screen on display vậy để mình xem giờ thôi, còn lâu lâu thì mình vào mình coi những cái chỉ số nhịp tim rồi nồng độ oxy trong máu các kiểu các thứ thôi. Rồi chiều thì mình về thì mình dùng con này để theo dõi cái quá trình luyện tập của mình. Một lần mình tập chắc tầm khoảng đâu đó tầm khoảng 1 tiếng, còn nếu mà lười hơn nữa thì tầm khoảng 45 phút hoặc là nửa tiếng gì đó. Trong tầm 2 ngày này thì mình có luyện tập và mình có theo dõi tất cả mọi thứ, và các bạn nhìn đi, pin của nó còn khoảng 86%, vậy là cực kỳ trâu. Mình xài vậy thì cũng không gọi là nhiều, cũng vừa phải. Mình nghĩ đây là một cái thời gian cơ bản của mọi người hay sử dụng, và 2 ngày thì nó còn khoảng 86%. Theo như nhà sản xuất công bố thì nó có thể trụ được trong 15 ngày và mình nghĩ 15 ngày hoàn toàn là được nhá. 2 ngày 86%, 1 ngày bị chi đâu tầm khoảng 7%, thì 10 ngày là 70%, 15 ngày đó cũng cỡ 15 ngày, hoàn toàn là ok, rất thoải mái cho các bạn có thể sử dụng được liên tục. Mà 15 ngày là mình thấy cực kỳ trâu rồi, ví dụ như mấy con Apple Watch cứ 1 ngày 2 ngày là lại phải sạc một lần mà các bạn vẫn sao hoàn toàn bình thường, nên là con này 15 ngày cực kỳ thoải mái. Thêm nữa là con Amazfit GTX 4 mini này có thể tích hợp được với cả hệ điều hành Android và iOS. Các bạn chỉ cần tải cái app mà nãy mình cho các bạn coi đó là cái app Zip, bất kỳ cái điện thoại nào cũng có thể kết nối được với con đồng hồ này. Rồi, đó là tất cả những cái gì mà mình trải nghiệm được trên con Amazfit GTX 4 mini này. Còn các bạn nghĩ sao về con đồng hồ này, hãy để lại comment ý kiến cá nhân của mình ở bên dưới phần bình luận. Đừng quên like, share và subscribe kênh YouTube của Tony Phong Studio. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.